Trước khi quay cái video này thì mình rất cảm ơn anh Đức đã tài trợ cho mình hai chai nước hoa này để có thể làm video này. Và nơi đây cũng là nơi mà mình thường xuyên mua nước hoa. Và nếu như bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ cái book của anh Đức để mua nước hoa phía dưới nhá. Hello, xin chào bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Mình là Kiên và đây sẽ là một cái video đầu tiên trong một cái chuyên mục mới của mình. Đó chính là chuyên mục Điểm Tin. Nói đến đây chắc hẳn nhiều bạn nghe có vẻ giống thời sự đúng không? Mà thực sự đó là như vậy đấy. Thì trong năm vừa qua mình đã gặp được rất nhiều những người bạn, những người anh em có cùng đam mê mùi hương và cũng đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm để có thể phát triển cái kênh YouTube của mình và để cho cái kênh của mình thêm phong phú, thêm đa dạng và nó chuyên sâu hơn một chút. Thì mình đã quyết định ra cái chuyên mục Điểm Tin này. Đây sẽ là nơi mà các bạn có thể tham khảo và thêm cập nhật thêm những cái thông tin về nước hoa cũng như là các thương hiệu nổi tiếng lớn ở trên thế giới. Và cái chuyên mục này có lẽ là chắc là khoảng tầm hơn một tháng mình mới ra một lần thôi. Và ở trong mỗi một cái video trong chuyên mục này thì mình sẽ nói về những nhà nước hoa nổi tiếng, lịch sử và quá trình hình thành, các chai nước hoa nổi tiếng bán chạy nhất cho nam giới và cho nữ giới. Cùng với đó chúng ta bàn luận về những cái mùi hương mới sắp sửa ra mắt và những cái sự thay đổi mùi hương của những chai nước hoa đã cũ. Và nhà nước hoa hôm nay mình muốn làm tới chắc chắn là nhà nước hoa Quýt rồi, tại vì mình vừa bày nó ở đây mà. Đây là một nhà nước hoa mà mình đã yêu thích trong một thời gian rất là dài. Và những cái nguồn thông tin mà mình sắp sửa chia sẻ đây thì mình có tham khảo từ Wiki, từ Fagentica và các nguồn thông tin khác trong và ngoài nước. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhà nước hoa này nha. Theo những cái nguồn thông tin mà mình tìm hiểu thì nhà nước hoa Quýt này được thành lập vào năm 1760. Và đây là nhà nước hoa gia đình theo cái truyền thống là cha truyền con nối. Người đầu tiên thành lập ra nhà nước hoa này đó chính là James Henry Quýt. Và đến nay đã trải qua 7 thế hệ khác nhau. Và người đứng đầu hiện nay đang là Oliver Quýt. Và ông có một người con trai tên là Edwin Quýt. Thì anh ta bắt đầu có những cái hoạt động tham gia việc kinh doanh của gia đình trong một thời gian gần đây. Và khả năng sẽ là người thay thế và là thế hệ thứ 8 của nhà nước hoa này. Thì trước đây nhà nước hoa này là một nhà nước hoa chuyên cung cấp cái mùi hương cho hoàng gia Anh và những gia tộc, gia đình giàu có. Nhưng mà sau này khi bắt đầu kinh tế bắt đầu phát triển, xã hội phát triển hơn thì nhà nước hoa này ở đâu đã mở rộng cái việc kinh doanh và thương mại hóa hơn về cái mùi hương. Tuy đã được thành lập rất là lâu nhưng mà đến tận năm 1979 thì nhà nước hoa này mới đăng ký cái thương hiệu. Và thường thì nhắc tới nhà nước hoa Quýt này có lẽ chúng ta chỉ biết tới chai nước hoa Aventus. Đây, chắc nhiều người chỉ biết tới em nó đúng không? Nhưng mà cái chai nước hoa mang đến sự thành công, mang đến sự nổi tiếng không phải em nó, mà lại là chai nước hoa Green Iris Trees. Đây, nó hơi tối một chút, để mình chiếu đèn cho các bạn nhé. Nó hơi tối một chút. Đây, đó, cái này thì mình sẽ để tên ở phía dưới để cho các bạn dễ nhìn nhá. Đây mới là nhà nước hoa mang lại sự thành công và nó được ra mắt vào năm 1989. Và nó được người đứng sau cái mùi hương này đó chính là Oliver Quýt. Và tất nhiên rồi, ông cũng là người làm ra chai nước hoa thương mại huyền thoại này, Aventus. Thì ngoài hai cái phiên bản này ra thì nhà nước hoa Quýt này còn rất nhiều những cái mùi hương mà bạn nên thử qua, như là Aventus Forher này, tí mình sẽ giới thiệu sau. Đây, như là Himalaya này, hay là Boy the Boss Tugo này, hay là những cái mùi hương mà mình không sở hữu đây, như là Silver Mountain Water này, như là những cái mùi như là Love in Wine cho nữ này, và một cái mùi khá là hay ho của nhà nước hoa này, một cái chiều hướng đi khá là khác so với những cái bộ của nhà nước hoa này, đó là Viking. Đó, điêu gỗ làm khá là ok, rất là độc và rất là lạ so với những cái chai nước hoa khác mà mình sưu tập ở đây. Thì ngoài những cái bộ này thì nhà nước hoa này có một bộ cao cấp hơn, gồm có Spine Wood này, gồm có Vanilla này, gồm
có Jardin Amalfi và rất nhiều những cái mùi hương khác. Và nếu như bạn là fan của nhạc Creed thì các bạn phải thử qua những cái mùi đó nha. Và tất nhiên đây là chai nước hoa nổi tiếng nhất của nhạc Creed này rồi. Một chai nước hoa thì nhiều bạn chỉ biết tới nó chứ không biết đến nhà nước hoa Creed này, chỉ biết Aventus thôi. Đó, combo dứa khói cùng với long diên hương đặc trưng của nhà Creed. Đã có rất nhiều những cái bài viết, rất nhiều những cái video review từ những người Việt Nam đến những người nước ngoài về cái mùi hương này. Và nó luôn luôn thực sự là một cái huyền thoại của nhà nước hoa Creed này rồi. Nhưng mà nếu như hỏi mình đâu là chai nước hoa bán chạy nhất hay là nổi tiếng nhất của nhà Creed này cho nữ thì thực sự là mình cũng không nắm được. Tại vì ở Việt Nam mình các bạn nữ rất ít khi dùng cái mùi hương của nhà nước hoa Creed này. Nhưng mà nhờ cái sự thành công của phiên bản cho nam vào năm 2010 thì đến năm 2016 cái phiên bản cho nữ này được ra mắt. Đây các bạn mình nhìn thấy. Đó. Size này là size 75ml, nó khá là đẹp. Thì tí nữa mình sẽ nói kỹ hơn về em nó. Theo một cái vài cái luồng thông tin mà mình có nắm được thì sắp tới đây trong năm 2020 này thì nhà nước hoa Creed này có ý định là sẽ thay đổi mùi hương của chai nước hoa Aventus cho nam. Thì mình không biết là cái tin này nó có chính xác hay không, nhưng mà theo như mình đọc một cái số bài thì những cái mùi hương thay đổi cụ thể như sau. Đó là mùi hương đầu tiên sẽ bị thay nốt dâu rừng bằng nốt của ớt đỏ cùng với cam. Sau đó nốt hương ở giữa có vanilla thì sẽ bị thay bằng nốt hương dưa hấu. Cuối cùng là long diên hương Arbogis đặc trưng của nhà nước hoa Creed này sẽ bị thay bằng nốt hương Ambox và thêm vào nốt da thuộc. Thì thực sự là mình chưa biết cái mùi hương này nó ra sao, và mình không biết là cái mục đích người ta thay đổi cái mùi hương này thì nó sẽ mang đến, thay đổi công thức này nó sẽ mang đến một cái mùi hương như nào cho người dùng và mang đến những cái lợi nhuận như nào cho nhà nước hoa này. Thì chúng ta phải chờ nó có sự công bố chính thức hoặc là có những chai nước hoa được thay đổi thực sự nó ra mắt trên thị trường. Thì mình sẽ cố gắng, nếu như mình mua được những cái chai nước hoa phiên bản mới thì mình sẽ review cụ thể hơn cho bạn giữa phiên bản mới này và phiên bản cũ này. Nhưng mà cũng nhân đây thì mình kể một cái câu chuyện là hôm trước mình có nói chuyện với anh em bạn bè của mình chơi nước hoa ấy. Mình bảo là anh đứa sắp thay đổi mùi hương ấy, anh em có kế hoạch gì không? Thì mình có nhận được hai cái luồng ý kiến trái chiều. Đó là một bên thì bảo là mua khoảng tầm 5-6 chai thủ dần, dùng dần, nhỡ đâu lên giá thì bán nó khi lại lãi. Một bên thì bảo thôi dùng hết thì thôi, mua chai mới, biết đâu chai mới mùi hương loại hay hơn thì làm sao. Thì thực sự rằng là mình thì không biết là sẽ ra sao, mùi hương nó sẽ như nào, sẽ lên giá như nào. Nhưng mà nếu như để mình có một sự lựa chọn trong cái việc giữa chọn cái mùi hương thay đổi ấy, thì mình sẽ chọn phiên bản Aventus for her này. Đó, thì mình sẽ chọn phiên bản này. Combo gồm có xạ này, táo này, hoa cùng với một chút khói kéo lại cái sự nhẹ nhàng bay bổng của cái mùi hương này, thì nó sẽ phù hợp với những bạn nào thích Aventus nhưng mà nó thanh lịch hơn, nó nhã nhặn, nhẹ nhàng hơn, nó không gai góc như cái phiên bản cho nam. Cái phiên bản nữ này nó được làm khá là mượt mà, thì mỗi khi chuyển nốt thì các bạn sẽ nhận thấy rõ nốt hương ở trong từng tầng hương rõ ràng luôn. Đó, và cái mùi hương này thì nó bám tỏa tốt hơn rất nhiều so với phiên bản Aventus cho nam. Tại vì Aventus cho nam thì nó dính những cái bát cốt khác nhau, nó mang đến những cái mùi hương khác nhau, nhưng mà ở phiên bản cho nữ này thì nó lại không bị như vậy. Cái phiên bản này thực sự là nếu mà dùng cho nữ thì nó phải dùng cho những bạn nữ cá tính. Nếu như dùng cho nam thì nó lại phải dùng cho những bạn nam, nó phải nhã nhặn một chút, nó phải nhẹ nhàng một chút. Đó, thực sự rằng là nếu như để cho mình lựa chọn sự thay đổi thì mình sẽ lựa chọn em nó. Và kể cả có không thay đổi thì bây giờ mình đã dành tình yêu cho Aventus for her nhiều hơn cho cái phiên bản nam này rồi. Mình không quan trọng quá là nam hay nữ đâu, một mùi hương hợp là được. Và nếu như có một cái rào cản thì có lẽ rằng cái phiên bản này thì nó làm 75ml, có phần nếu mà tính ra thì nó sẽ đắt hơn cái phiên bản cho nam kia. Cái phiên bản cho nam kia thì các bạn sẽ nhận được với những cái giá tiền khoảng tầm là với cả 100ml này thì nó sẽ có giá khoảng tầm trên 5 triệu một chút. Còn nếu mà phiên bản cho nữ này, bản 75ml này nó phải tầm hơn 4 triệu rưỡi bạn mới mua được một chai này. Đó, thì tính ra thì chai này nó sẽ đắt hơn.
Nhưng mà nếu như bạn mua được những chai của Nam kia mà những bản trước bản 120ml ấy, thì nó rất là rẻ. Nó chỉ tầm hơn 4 triệu thôi. Đó, đó là một cái rào cản về hương này thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như các bạn là fan của Creed rồi, bạn là thích một cái mùi hương nó không thay đổi và tiền của bạn không thực sự nhiều, thì cái phiên bản cho nữ này khá là hợp lý. Và cái thiết kế nó khá là đẹp mắt, nhỏ xinh, cầm rất là vừa tay. Và đó là video đầu tiên trong một chuyên mục điểm tin này mà nhà nước hoa mình nói tới, đó chính là nhà nước hoa Creed. Các bạn đã chuẩn bị gì cho sự thay đổi mùi hương của em nó chưa? Và nếu như các bạn thấy cái chuyên mục này hay, hấp dẫn thì các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh của mình nha. Và nếu như bạn nào muốn đóng góp xây dựng cho kênh của mình thì hãy inbox cho cái Facebook của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye!